Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tuyển sư phụ update cho các bạn về con web uh, ltckz com vào ngày 16 tháng 7 uh, thì mình đã giới thiệu cho các bạn về con web này và cách đăng ký để có thể nhận được 0.1 ltc miễn phí và nhận lãi suất hàng ngày nha Ok ở đây thì mình sẽ review cho các bạn về cái chương trình rút tiền của sai này uh, Ok ở đây thì mình đã đủ min rút rồi này mình sẽ ấn vào phần uh, Withdraw nhé. Đấy, thì các bạn tích vào cái ví các bạn muốn rút này ở đây thì mình sẽ rút cái đồng LTC và mình sẽ à, rút toàn bộ số lượng token mà mình đang có. Đây. Và mình sẽ request này. Đây. Thì nó sẽ có cái thông tin như thế này thì các bạn sẽ có thể nhấn Confirm để có thể rút tiền nhá. ở đây là mình rút về thẳng ví ở trên sàn binance nha các bạn. ok thì nó đã thông báo rằng à, rút tiền thành công và đây là cái à, transaction thì các bạn à, chờ một vài phút các bạn check tài khoản ở trên sàn binance thì các bạn sẽ à, nhận được tiền nhá. OK, thì như vậy là khoảng tầm từ 5 đến 10 phút sau, à, thì sàn Binance nó mới nhận được cái đồng uh, LTC này các bạn này và mình đã nhận được 0.053 LTC vào tài khoản Binance. OK, như vậy là rất là OK và uy tín nhá. Đấy, thì ở đây thì các bạn cần phải lưu ý một số điểm ở dưới cái sai này nhá. Thì cái sai này ấy thì nó sẽ khi các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhận được là 0 à, uh, một LTC miễn phí để các bạn có thể tái đầu tư ở trên cái sai này và khi các bạn rút tiền ấy, thì các bạn sẽ phải bắt buộc tạo một cái uh, deposit tối thiểu là 0.1 LTC để đầu tư trên sai và hiện tại thì sai vẫn đang sống rất là ok hệ thống của sai là Docs uh, này các bạn đăng ký các bạn sẽ nhận được 100 Dogecoin bonus và Tron KAZ thì khi bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 100 Tron coin bonus. Thì những cái sai này hiện tại vẫn đang còn liver, vẫn đang còn sống và vẫn đang có chạy rất là ok. Tuy nhiên thì để các bạn có thể rút tiền ấy thì các bạn sẽ cần phải cân nhắc bởi vì các bạn sẽ phải deposit một lượng tiền tối thiểu để các bạn có thể rút tiền nhá. Ví dụ những cái size LTCKAZ này thì mình đã làm cái chương trình party của nó, thế nên là mình đã được uh, deposit là 0.21 LTC uh, lên, uh, nên là mình đã, uh, đã 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 đủ min rút rất là nhanh. tuy nhiên thì các bạn nào mà không làm báo chi thì các bạn sẽ uh, sẽ sẽ uh, sẽ khá là lâu để các bạn có thể rút tiền và các bạn sẽ phải nạp tiền thì các bạn, các bạn mới có thể rút nhé. hiện tại thì những cái sai này ba cái sai này nó cùng là một cái đội phát triển dự án và khi mà nó like thì tức là khi nó đang chạy ấy, thì đồng loạt những cái sai này nó sẽ chạy và mình nghĩ là khi mà nó tức là nó scam ấy thì đồng loạt những cái sai này sẽ ngừng hoạt động nhé các bạn và thời gian mà nó scam thì mình không biết được tuy nhiên thì chắc chắn nó sẽ uh, ngừng hoạt động bởi vì các bạn hiểu rằng cơ chế của nó trả lãi suất rất là cao và chắc chắn rằng sẽ không thể nào mà uh, tải được những tất cả những người chơi bởi vì hiện tại có rất là nhiều bạn đã deposit tiền vào ở trên cái website này ok như vậy là những cái thông tin cần thiết đến từ LTCKAZ. hiện tại thì uh, cái chương trình uh, uh, bounty của nó ấy vẫn đang còn chạy nhá uh, làm thế nào để có thể uh, tham gia vào trình bounty ấy, thì các bạn sẽ uh, làm như thế này cho mình nhá. các bạn tạo một cái video và các bạn uh, hướng dẫn rồi các bạn uh, review về cái dự án ltc kaz này của nó sau đấy thì các bạn vào cái vào kia trang telegram nhé vào trang telegram đây này vào trang telegram sau đấy các bạn nhắn tin với admin của nó các bạn nhắn tin với admin của nó là đây admin của nó username của nó đây này docs gạch KAZ này thì các bạn à, gửi cho nó cái cái video mà các bạn review đây. Các bạn gửi cái video mà các bạn đã review sau đấy thì các bạn sẽ à, gửi thêm cái à, username của các bạn thì các bạn sẽ nhận được LTC tối thiểu là 0.2 LTC nhá Đấy khá là tuyệt vời. Ok. Như vậy là mình đã update xong cho các bạn về cái con web LTCkz Một con web rút tiền rất là ok Các bạn có thể tham khảo và đưa ra quyết định của bản thân mình nhé Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại